Xin chào các bạn. Chúc mừng các bạn đã xuất sắc vượt qua những vòng thi đầu tiên để có mặt trong top 20 thí sinh của Miss International Queen Việt Nam 2023. Và ngày hôm nay các bạn sẽ được tham gia lớp học đầu tiên dưới sự hướng dẫn của Á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy. Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Thùy và rất vui ngày hôm nay có mặt tại đây để có thể hướng dẫn, đào tạo các bạn các kỹ năng trở thành người mẫu và hoa hậu trong tương lai. Tôi hy vọng là những cái kỹ năng, kinh nghiệm và những cái cách thực hành ngày hôm nay sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong các thử thách của chương trình. Vậy thì bây giờ sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Tôi xin nhường lớp lại cho cô giáo Hoàng Thùy để cùng làm việc với top 20 thí sinh xuất sắc nhất của MIQ Việt Nam 2023. Cảm ơn anh chị. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần đào tạo chụp hình. Trong chụp hình thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các hình thức chụp hình khác nhau. Ví dụ như là chúng ta chụp đơn này, chúng ta chụp đôi này, chúng ta chụp group này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chụp với sản phẩm. Khi mà bước vào buổi chụp hình, chúng ta phải quan tâm đến những yếu tố như sau. Thứ nhất, khi các bạn mặc bộ trang phục vào thì các bạn sẽ phải biết là bạn đang mặc bộ trang phục như thế nào. Cái tóc và make up của bạn đang được làm như thế nào. Cái thứ hai mà chúng ta cần quan tâm, cái ánh sáng nó đang ở bên trái hay bên phải hay trước mặt các bạn. Các bạn phải quan sát được cái điều đó. Để sao? Để các bạn đưa cái mặt của mình ra hoặc đưa những cái góc người của mình ra. Cái thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đó chính là cái người photo tương tác với mình. Cái cách của người ta chụp hình như thế nào, cái cách lấy hình của người ta nhanh hay chậm thì các bạn cũng phải để ý cái điều đó. Ok, chị mời một bạn lên đi. Sau khi mà chúng ta chú ý đến cái phần mặt của mình đúng không, trong cái việc chụp hình, thì bây giờ chúng ta phải biết là cái đối tượng tương tác của mình là ai. Ví dụ trong một set hình, người ta giao cho mình một cái sản phẩm như thế này thì mình phải làm như thế nào? Thì trong các lưu ý của chị chụp với sản phẩm nó cũng rất là đơn giản thôi. Thứ nhất, mình phải để ý đến logo, thì mình phải cầm như thế nào để cho mình đưa ra được cái logo của sản phẩm mình không có che. Và cũng như cái phần tay của mình khi mà cầm sản phẩm á, là mình cũng không có được cầm nó quá nhiều cái diện tích trong cái sản phẩm này. Cái thứ hai, mình phải đọc về cái sản phẩm này, là rằng là cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm gì, để mình có những cái hành động nó phù hợp với cái tính chất của cái sản phẩm đó. Ví dụ cái này là chai nước thì mình có thể mở nắp chai ra mình uống đúng không? Hoặc cái này là một chai nước hoa đi chẳng hạn, mình có thể làm những động tác xịt. Chỉ có một cái tip rất là nhỏ như thế này: mình làm theo đường dây từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái. Nhưng mà mình chụp hình với sản phẩm, mặc dù có thể là lấy phần trên nhưng mà cái tướng của mình phải chắc, chắc đi em. Đó rồi, chị xô này này, không có ngã này là chắc này. À ok, chị chụp em hình em đúng không? Làm sao ở trong cái frame hình này này nó không bị sao á ha. Rồi bây giờ cái anh photo anh đang muốn chụp tầm trung của em thôi, tầm trung tầm cận của em thôi. Rồi đúng rồi. Để các bạn dễ hình dung hơn thì chúng ta sẽ có một cái máy chiếu bằng tivi để bạn nào mà làm mẫu á thì sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi chị mời tiếp tục một bạn lên nào, ai xung phong nào. À, ok mời em đi. Các bạn nhìn ngang này, cổ quân này, cái cổ của bạn có xu hướng bị cong đi xuống á, để có bị đưa về trước này, có bị dây này, thì nó xấu ha. Giờ làm sao này, chị kéo này, đúng rồi. Rồi bây giờ giơ cái tay lên chị xem nào, giơ tay lên, giơ tay lên. Bây giờ tay em để lên phần đầu của em này, đúng rồi. Làm sao em ngửa được cái người ra sau, đúng rồi, đó, đó cái đầu em phải thẳng được vậy. Khi mình thẳng lên như này thì mình bị sao? Bị động cằm đúng không? Thì cằm em phải ngang ra, đúng rồi, cái trục ngang này là trục cằm này với phần vai này, đó. Rồi cảm giác ở đây ha, em dựa đỉnh đầu mình ở đây ha. Rồi bây giờ tháo cái tay ra này, giữ đỉnh đầu ở đó, rồi ok, đó thẳng lên rồi đó ha. Rồi xoay người lại cho chị xíu này, đó. Khi mình đưa được cái cổ thẳng lên một xíu là cái người mình nhìn nó sang hơn ha. Khi mình chụp hình quan trọng nhất là mình phải điều khiển được những cái cơ này. Bây giờ em nhắc thử cơ chân mày lên cho chị xem nào. Đúng rồi, nhắc bên này được không? Có người nhắc được cả hai bên ha. Nhưng bây giờ làm sao mà nhắc được cả lên này? Người ta không cần mình cười nhưng cái mặt mình không thể chì xuống được. Cái cơ mình phải đẩy được lên. Tập làm sao, ngày xưa môi chị rất là bị sệ, nhưng mà chị tập nhiều chị tự điều khiển được cái cơ trên mặt luôn ha. Bây giờ em nhún cái chân mày lên, đúng rồi, nhấn cả hai bên lên, đúng rồi, không có trợn mắt nha. Rồi nhấn lên, đúng rồi đó, tươi vào, nhìn sâu vào, nhìn sâu vào camera, phải có hồn. Bây giờ mình muốn có hồn là mình phải có một cái gọi là câu thần chú. Ví dụ khi mình nhìn trong đó đúng không, mình đang diễn nét yêu thương đúng không, tôi yêu thương bạn lắm, đọc trong cái não của mình á,
Đúng rồi. Nhìn vào cái anh đó đó, em yêu thương anh lắm đó. Rồi, yêu thương đi em. Đúng rồi. Đó, đó, đó. Đẹp rồi đó. Mặt bạn này đẹp quá, lên hình đẹp quá. Rồi, diễn đi em. Ánh mắt này, quên ánh mắt rồi này. Ánh mắt sắc vào, tươi lên. Rồi, ok, cảm ơn Quân ha.